Chiều ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, trụ sở tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận vừa xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 người bị thương. Vụ nổ bình khí ga xảy ra lúc 14 giờ ngày 3 tháng 11 tại khu vực hầm chứa hàng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, một số người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng, một số trường hợp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Rất may, không có người tử vong. Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cơ quan chức năng, lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.